Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là motor quạt két nước của Hyundai Accent và Kia Rio 2016. Với mã sản phẩm của nó là 25386-1R140H. Đây là chúng ta đang nhìn cái quy cách đóng gói phía bên ngoài của nhà máy. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng trong một chiếc hộp như thế này. Đây, bên trong nó sẽ được lót như này để tránh khi va đập vận chuyển không hỏng hóc gì về motor. Cái sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Halon Hàn Quốc anh em nhé. Hay đó là tên mới của công ty HCC đấy ạ. Đây, đây chính là cái mặt sau này, mặt sau của cái motor. Đây là ba tai bắt vào chỗ khung quạt két nước này. Đây là phía để chúng ta chờ, để chúng ta bắt cánh. 90% của cái dòng xe Hàn Quốc thì chủ yếu là nó không kể xe con mà kể cả xe tải, nó đều bị hư motor này là chính. Rất ít khi, trừ những con nào tai nạn thôi, còn đâu gì về cánh với cả khung của nó thì rất ít khi hỏng. Đó. Đây, Majin Korean. Đây là chuẩn mã thì của nó là chúng ta lắp cho Hyundai Accent, nhưng cũng có thể đưa sang được cho Kia Rio anh em nhé. Đó. Đây là hai cái rắc điện để chờ sẵn này, để chúng ta cắm vào này. Tất cả nó đều bắt sẵn rồi. Đây, anh em có thể nhìn này. Với cái sản phẩm nõi đồng bên trong nhìn đó, rất dày dặn, chắc chắn luôn. Cái nước sơn thì của nó cũng đã tạo nên sự khác biệt so với cái hàng liên doanh rồi. Cảm ơn anh em đã cùng bữa chút thời gian xem video của em. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái motor quạt két nước của Hyundai Accent lắp chung với Kia Rio. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.